Dạ rồi đó. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi không có nhìn nha. Cái gì? Ồ cái gì đó mỏng. Thôi bây giờ thì hai bên đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta cách cái hàng rào tình yêu của chút xíu thôi. Mình nói lớn cho nhau nghe để cùng cảm nhận nha. Rồi chút chúng ta sẽ mở hàng rào đó để gặp mặt. Mời bạn trai. Dạ đầu tiên cháu chào chủ Quỳnh Linh ạ. Xin chào. Dạ em chào chị Ngọc Lan. Chào em. Mình chào bạn nữ cùng toàn thể khán giả trong trường quay ạ. Em tên là gì? Dạ em tên là Phan Thanh Bình ạ. Phan Thanh Bình. Năm nay em 29 tuổi, em đến từ Thừa Thiên Huế ạ. À, Bình làm gì Bình? Công việc của em là phát triển web ạ. Làm tại Huế luôn. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái ạ. Dạ em chào MC Linh, em chào MC Ngọc Lan xinh đẹp, cùng tất cả khán giả trên trường quay hôm nay. Chào bạn nam bên kia. Em tên là Hoàng Nguyễn Mỹ Linh, em năm nay 29 tuổi ạ. Hiện tại đang là bác sĩ da liễu, sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng ạ. Một người Đà Nẵng, một người Huế thì cách nhau nó không gần, vậy là cũng gần. Dạ không xa. Huế đâu. Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng đi Huế nếu đi xe thì chắc cũng tiếng mấy? Dạ gần 2 tiếng ạ. Gần 2 tiếng. Rồi bây giờ mình nói ưu điểm khuyết điểm của mình đi bạn. Dạ ưu điểm của em là em có trách nhiệm, em là sẵn sàng chia sẻ việc nhà với là bạn gái. Sàng là chia sẻ việc nhà với là bạn gái. Ừ. Dạ. Trong công việc thì luôn cố gắng để mình có cái điều kiện để lo lắng cho gia đình của mình. Rồi có điểm yếu gì không Bình? Dạ em điểm yếu của em là em hơi nhát gái ạ. Nhát gái? Với là lâu lâu em có hay quên. Chẳng hạn như nhiều khi em tập trung làm việc gì đó là em lại hay quên một việc, những cái việc nhỏ khác á. Không sao, bây giờ tại việc nhiều quá mình cũng hay quên rồi, đó là bệnh nghề nghiệp mà ha. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình nào. Ưu điểm của em cũng là người hòa đồng vui vẻ, thì cũng hướng cho mình những điều tích cực và em cũng sống thiên về gia đình. Em là hơi kén ăn một xíu ạ, lại hơi thích ngủ nướng. Kén ăn hả? Cái gì cũng thích, không thích ăn hay sao? Hay là ăn mỗi cái ít? Dạ, cái này cái nào ngon thì em ăn nhiều, cái nào không ngon thì em ăn ít thôi. Dạ, cái này bạn trai chăm là hơi cực nha. Rồi mình nói một chút xíu về đường tình duyên đi. Nhà trai bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em 3 mối tình ạ. 3 mối? Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? 5 tháng ạ. 5 tháng, mối dài nhất là bao lâu? Dạ, dài nhất là 3 năm ạ. Ồ, 3 năm. Tại sao lại chia tay hả Bình? Dạ, em với bạn đó quen nhau từ năm 1. Thì đến cuối năm 3 thì bạn đó là ra trường trước. Mà ở bạn ở ngoài tỉnh. Với là nhà bạn nữ thì không có con trai. Ừ. Mà hai chị đầu thì đi lấy chồng xa rồi. Nên gia đình bạn đó cũng mong muốn bạn đó là lấy chồng gần nhà. Dạ. Bố mẹ bạn đó cũng mong muốn bạn đó là con gái mà. Không chờ đợi, không có thời gian để chờ để mình là đúng. Bởi vì khi đó thì em vẫn còn sinh viên, em chưa có công việc nữa làm. Nói chung là chưa có công việc gì hết nên chưa hướng tới hôn nhân đúng không? Dạ vâng. Nhưng bây giờ thì công việc em ổn định chưa? Dạ hiện tại thì mọi thứ ổn định hết rồi ạ. Bây giờ mình có thể tiến tới hôn nhân được chưa? Dạ mọi thứ với em hiện tại là cái đó là bình thường rồi. Sẵn sàng đúng không? Dạ vâng. Chỉ là tình yêu thổi học trò thôi. Rồi chào em gái. Dạ chào chú Linh ạ. Đường tình duyên mình sao? Dạ em thì cũng có một mối tình ạ. Một mối? Dạ thì chia tay cách đây cũng vài năm rồi. Thì chia tay cũng vì lý do là kiểu khoảng cách địa lý, mỗi người mỗi nơi nên thành ra xa dần rồi cũng. Bây giờ Đà Nẵng với Huế có khoảng cách địa lý không? Thì Đà Nẵng với Huế cũng cũng gần à. Cũng gần đúng không? Đi xa mà gần, tuy gần mà xa á. Xa hay gần là do mình thôi. Đúng. Người ta nửa vòng trái đất ta về đây ta đúng còn cưới nhau, không có vấn đề, do mình có yêu nhau hay không thôi. Rồi mình còn mối tình nào nữa không nè? Có một mối hả? Một mối một vậy thôi hả? Dạ. Nói chung là bên đây một chàng trai đến từ Huế, cũng khôi ngô tuấn tú, cũng công việc ổn định, chưa có một cái mối tình nào nó sâu đậm lắm, cũng chưa có gì nó ấn tượng trong tình yêu. Khôi ngô lắm hả? Đúng rồi. Để bên, đi qua. Bên đây cô gái cũng xinh đẹp, nhìn tráng cao thông minh nè. À. Qua thăm nhà trai tôi đi. Qua em coi khôi ngô tuấn tú thì sao nè? Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ chưa? Dạ. Chào em. Chào chị ta. Bây giờ sao chia sẻ cho chị Ngọc Lan biết là em mong muốn có người bạn gái như thế nào nè? Dạ em mong muốn là em với bạn đó là hiểu nhau, chia sẻ, nói chuyện được với nhau ạ. Ừ. Em có một cái mong muốn cụ thể nào về người bạn gái không? Ví dụ như em thích cái gì? Ừ. Em thích cao, thích ốm, thích lùn, thích mập, thích đen, thích trắng hay thích sao? Dạ chỉ cần da hơi trắng thôi là đủ rồi ạ. Mình nói là dư trắng luôn. Trắng. Dễ thương. Dễ thương, thông minh. Em có điều gì không thích ở phụ nữ không? Dạ ăn nhiều nhiều quá. Ăn nhiều nhiều quá. Có nghĩa ăn nhiều vẫn bình thường, đi chơi bạn bè thì vẫn thoải mái. Tuy nhiên nếu mà nhiều quá thì em nghĩ là cũng không quá tốt ạ. Ừ, dĩ vậy thôi hả? Dạ. Biết nhậu không?
Dạ không. Không biết nhậu. Dạ. Rồi bây giờ mình mong muốn một người chồng lý tưởng của mình như thế nào? À, đầu tiên là về ngoại hình thì em mong muốn bạn nam là cao 1m65 trở lên. Có. À, mặt mũi sáng sủa. Sáng. Không ốm không mập, cũng cân đối thôi là được. Cũng vừa vừa được. Dạ. Còn về tính cách thì em mong muốn một người tính cách trưởng thành, chững chạc, là người của gia đình và bạn có thể độc lập tài chính. Em không nhất thiết bạn lo cho em, nhưng mà bạn phải có khả năng lo được cho người con gái của mình. Ừ. Nghĩ rằng cậu bên kia cũng công việc ổn định lắm. Nói chung những cái yêu cầu đưa ra không có khó lắm. Đúng rồi, hai bạn rất là đơn giản. Hai bạn rất là đơn giản. Nói chung là tụi tôi cũng đã tìm cái hồ sơ đối tượng nó gần như tương đối như vậy rồi. Thật ra các bạn yêu cầu nó giống như nhau hết rồi. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Hỏi nhà gái anh ấy đi nha. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với chị ruột ạ. Dạ chào chị. Vâng, xin chào MC Huyền Linh và xin chào chị Ngọc Lan xinh đẹp. Yeah. Và xin chào đại diện bên nhà trai và xin chào tất cả quý vị khán phòng trong ngày hôm nay. À, mình tên là Anh Thư, là chị gái của Mỹ Linh. Nhà mình là có hai chị em gái và bố mình là cũng là người Huế. Hay quá. Và khi mà mình nhận xét về bạn nam này thì chị thấy là bạn nam này thì cũng dễ thương, gọi hình ưa nhìn. Chị cũng mong rằng là hai em bấm nút với nhau và trao cho nhau một cơ hội. Chị cũng muốn hỏi bạn trai một chút. Hỏi đi chị. Em có thể chia sẻ về cái công việc của em rõ hơn đi. Ví dụ như là em làm ở công ty nào, địa chỉ ở đâu chẳng hạn. À dạ. Em là hiện tại là em từ bỏ mở văn phòng nhỏ riêng của em. Và em đang có 5 nhân viên. Và em là nhận dự án từ cả công ty và mình phát triển web cho họ. Tức là bạn sẽ thành lập một cái nhóm 5 nhân viên thực hiện những cái dự án, tạo những cái trang web như trên mạng xã hội rồi online rồi đó. Đó khách hàng đặt nhiều thì mình làm nhiều. Như là một công ty vậy chị, nhưng mà công ty này nhỏ. Dạ. Chị có hỏi thầy hỏi có số tiền, số lương gì được không? Thu nhập không? Nếu mà được thì em có thể chia sẻ. Thu nhập khoảng bao nhiêu một tháng em trai? Dạ một tháng 30 triệu ạ. Tháng khoảng 30 triệu. Cho chị hỏi thêm câu này nữa. Nếu như mà sau này hai em mà tiến tới hôn nhân thì em có ngại về Đà Nẵng lập nghiệp không? Dạ thực ra là em không có ngại việc đó. Cho dù bạn nữ đó có ở nơi nào đi chăng nữa. Tuy nhiên để đến được điều đó thì em nghĩ là em và bạn gia đình bạn nữ trao đổi với nhau để xem cái vị trí nào á là nó sẽ phù hợp nhất cho hai bên. Có thể là về thu nhập hay là về cuộc sống. Mình cảm thấy phù hợp nhất là được. Dạ. Nếu như mà sau này mà mấy bạn sống chung với nhau thì em có thể chia sẻ về cái kinh tế hoặc là nhà cửa mình như thế nào không? À, hiện tại thì em là con trai một, cho nên là ở Huế thì em cũng có nhà rồi. Với em thì cái vấn đề để đó thì cũng dễ thôi. Còn nếu mà bằng bên nhà bằng nữa muốn là nói muốn cần nhà riêng á, thì với cái tuổi của em hiện tại á thì em chưa đủ kinh tế để mua từng mua nhà. Tuy nhiên á là em nghĩ là hướng tới điều đó thì cũng trong tương lai sớm thôi. Dạ. Vâng, xin cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi nhà trai đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với dì ruột của em ạ. Dạ. Rồi, chào dì. Dạ, chào MC Quyền Linh, dì Ngọc Lan. Dạ. Đấy là khán giả trường quay. Dì thì cũng thấy cũng được, cũng tùy với hai cháu. Dạ. Cái đó thì rõ ràng như vậy. Dạ. Dì cũng như mẹ rồi đó. Dạ. Dì quyết định là cũng quan trọng lắm á. Rồi, còn gì nữa không dì? Dạ, hết. Hết rồi hả? Dạ, cảm ơn dì. Các hai kể gặp mặt đi. Bỏ nào. Chuyện lại còn lại là của Bình với Linh. Chúng ta có thể gặp mặt nhau để cùng trò chuyện với nhau nào. Bắt đầu đi Bình. À, hôm nay đến chương trình thì anh có món quà là hạt sen vừa mới được hái lên ở Huế. Yeah. Thì đây là biểu tượng là đặc sản của Huế ở quê anh, cũng là biểu tượng con người của xứ Huế, là nhẹ nhàng và chịu khó, là hy vọng là cuộc sống của em cũng sẽ nhẹ nhàng và yên bình như vậy. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Dạ em cũng có quà là được tặng cho chủ Quỳnh Linh và chị Ngọc La. Cảm ơn em. Dạ. Đây chị cầm cho. À, em cũng có một món quà là em tặng anh một cái ví. Em mong anh sau này kể từ lúc gặp em thì công việc sẽ trở nên suôn sẻ và phát triển nhiều hơn. Em cảm ơn em nhiều. Rồi chúng ta quay mặt đối diện với nhau đi Bình. À, chị hỏi là thì nếu mà sau này hẹn hò thì từ Huế Đà Nẵng thì anh có thể ra một tuần được mấy lần? Anh thì công việc của anh á thì hiện tại thì anh cũng có thể sắp xếp được cũng dễ. Thứ hai nữa là Đà Nẵng với Huế thì cũng gần nữa. Anh cũng có ô tô riêng rồi nên là anh đi ra đi vô thì với anh thì cũng dễ thôi. Một tuần thì mình có thể gặp một hai lần ba lần gì đó cũng được. À, sau này ví dụ lấy nhau về thì mọi việc như việc nhà hay là việc dạy dỗ con cái, chăm con cái, dọn dẹp nhà cửa thì anh có sẵn sàng chia sẻ cùng với em không? Cái đó thì anh hôm nay lên chương trình thì những thứ đó thì anh cũng chuẩn bị được rồi. Có nghĩa là anh cũng sẵn sàng để lập gia đình á. Mình có trách nhiệm thì mình có thể là nuôi dạy con cái và phụ giúp vợ của mình.
Anh thì việc nhà thì anh cũng làm từ nhỏ rồi. Vợ rành hoặc chồng rành đi phụ giúp nhau là anh thấy bình thường. Về kinh tế hỏi luôn, bây giờ thỏa thuận luôn, làm tiền về sử dụng chung, ai quản lý hay là chồng quản lý hay vợ quản lý, tới lúc đó khỏi nói nhau, cứ đem cái băng này ra xem, đây mình đánh ra xem là xong. Anh nghĩ cái việc giữ tiền cũng mệt lắm, nên là để vợ giữ là tốt nhất ạ. Vậy đó, cái đó là điều quan trọng nhất đó. Nào biết ơn em gái. Này, mình lại gần nhau xíu nữa. Được, đây. Bây giờ hỏi khoảng bao lâu chúng ta có thể kết hôn được, rồi á mình quan điểm gì về con trai con gái, bởi vì có những người là bắt buộc phải đẻ con trai hoặc bắt buộc phải đẻ con gái. Trao đổi đi cho biết luôn. Nhà em thì 3 tháng đến 1 năm là cũng có thể kết hôn được rồi. Nói với bạn gái á, nhà anh thì cũng khỏe, em tính tiền nó lắm, còn anh thì cũng không có quan trọng là con trai con gái gì hết á, thì sao sống đủ với nhau vui vẻ là được đó. Vậy là quá dễ đúng không? Đó, tôi hỏi giùm cô đó, vậy là sướng rồi đúng không? Hai cái bạn này hiền dễ sao hiền. Còn hỏi gì nữa không? Dạ thôi ạ. Thôi ha. Dạ. Thì ghế ngồi, chuẩn bị đưa ra quyết định. Ghế đi chứ đại xỉu, cái đụng giờ. Tay bên trái nè, nút bấm. Chị Lan nghĩ rằng là hai bạn đã có được cái cảm nhận về đối phương như thế nào rồi. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ, xem đó có phải là người mà chúng ta đang đi tìm hay không. Sẵn sàng chưa ạ? 1 2 3 Đó bấm. Chúc mừng đứng dậy đi nào. Chúc mừng hai bạn. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi. Nắm tay nhau đi. Trời ơi, ông này ông hiền. Còn rung không? Đó. Dạ còn. Còn rung hả? Còn rung là hung một cái là nó hết rung liền. Còn rung là hung một cái là nó hết rung liền. Em có đồng ý cho anh hôn lên má em không? À dạ. Dạ rồi đó. Ngu luôn. Cái gì? Cái gì vậy? Tôi không có nhìn nha. Cái gì? Ủa cái gì đó mỏng. Mổ gì á? Cái gì phải nhấp phải nhấp. Người ta làm đại đi phải nhấp phải nhấp phải nhấp. Mày hôn trúng chưa? Dạ rồi ạ. Chưa trúng nó thấy sao? Dạ dạ có trúng rồi. Có trúng hả? Tôi không nghe cái gì. Ở dưới có nghe không? Không thấy chưa? Thấy chưa ta kêu kìa. Mình phải chứng minh tình yêu của mình chứ. Mạnh mẽ lên coi. Dạ anh hôn lại nha. Dạ. Dạ đó. Đó. Hai này chị chỉ cho tụi nó xem nha. Hai, đây quà của các bạn. Sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa. Các bạn, mời bạn ngồi. Wow, đẹp trai. Đẹp không? Đẹp trai thư sinh nha. Bạn tên là gì? Em tên là Nhân. Nhân, bạn bao nhiêu tuổi? Em năm nay 26 tuổi. 26 tuổi, bạn đang làm gì? Đang là nhân viên marketing của công ty thương mại Khánh Thiện. Nhân viên marketing 26 tuổi, đẹp trai cao ráo nha Tường ơi. Xem cô gái bên kia thế nào. Từ từ anh. Đẹp trai cao ráo 26 tuổi đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Các bạn lên đây. Sao vậy? Coi chừng sợ quá trốn luôn á. Sao kỳ vậy trời? Em làm lại lần nữa đừng nói em mất duyên nha. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Vỗ tay. Anh ơi, cái gì mà nó bí hiểm là những cái đó nó rất là đặc biệt. Trời em, trời ơi, hôm nay chị tưởng như dự đám cưới em. Em tên gì? Dạ em tên Huyền. Em tên Huyền. Dạ. Hiện giờ là em đang làm về cái gì? Dạ em đang học bên trường Arena Multimedia. Là học bên mỹ thuật truyền thông á chị. Mỹ thuật truyền thông. Dạ. Hôm nay em bao nhiêu tuổi? Em 21 tuổi. 21 tuổi là cũng vừa đó. Lên vừa 21, 26. Bạn kia tên Huyền, Nhân Huyền, Huyền Nhân. Có bộ hợp nhau à? Bạn Nhân bên đó nó lớn tí nha, nhà bên này nghe không rõ lắng nghe lắm. Nó nhỏ nhỏ thư sinh mà. Không, giọng nói rất là nhẹ nhàng. Bạn thấy sao? Cảm nhận thế nào cô gái bên kia? Em mới cảm nhận được cái giọng nói. Giọng nói thấy sao? Cũng nhỏ nhẹ. Nhỏ nhẹ. Giống giọng của bạn không? Giống. Bạn quan niệm cuộc sống như thế nào? Quan niệm về hạnh phúc đi. Hạnh phúc thì chỉ cần đủ cũng được. Hạnh phúc chỉ cần đủ là được rồi. Rất đơn giản như vậy. Rồi bạn thích cái gì nhất? Ví dụ mỗi lần đi làm về thì em thích uống cà phê với bạn bè vào dịp cuối tuần, hay là lúc rảnh rỗi thì mình chơi game.
Nếu như có một người yêu, bạn thích bạn gái, bạn sẽ đối xử với bạn như thế nào? Mà chung với những cái sở thích của mình, bạn có thể tham gia chung sở thích của bạn gái mình. Bạn có là người chiều người yêu hay không? Chắc cũng cũng phải chiều thôi. Cũng phải chiều, rồi mới nói sao? Ở bên đây á, bạn nữ của em có một giọng nói rất là truyền cảm và đầm ấm. Bây giờ có thể em tự giới thiệu bản thân mình trước đi. Sở thích của em cái gì mà vui vui, sinh động, thoải mái thì em rất là thích. Với lại em thích đi chơi, đi phượt với lại bạn bè. Em có hay đi phượt không? Chưa bao giờ em được đi phượt, cho nên em rất là mong muốn là một rất là thích nhưng mà chưa được đi bao giờ. Dạ đúng rồi. Bên đó có khi nào có ý định mời bên đây đi phượt không? Có không bạn? Chắc nếu mà có cơ hội thì cũng phải mời. Nếu có cơ hội được cũng mời thôi. Nhưng mà hình như là bạn hơi nhát quá, tôi thấy bạn nhát quá sao mời được? Đã gặp đâu có nghe giọng nói thôi. Không, mình hỏi trước kia kìa. Thường ngày trong cuộc sống đó, bạn gặp phụ nữ bạn có nhát lắm không? Cũng không nhát, chắc tầm tay lên trên tay nó hơi run. Hơi run hả? Bạn sợ điều gì nhất? Sợ người khác nhìn mình. Sợ người khác nhìn mình, rồi sợ gì nữa? Sợ sợ ma. Sợ ma. Sợ ma. Vậy sao bảo vệ bạn gái trời? Anh Linh ơi, hả? Thường sợ ma là dành cho phụ nữ. Hai đứa có hẹn hò đi chơi những nơi mà vắng vắng thì nhờ cái cớ sợ ma mà bạn nữ mới nép vào lòng bạn nam chẳng hạn. Em ơi, em có sợ ma không? Dạ có. Vậy hả? Rồi hai đứa cùng sợ luôn, rồi đang đi gặp con ma là hai đứa chạy. Em nè, trước giờ em đã có nhiều mối tình chưa? Em chính thức thì hai người rồi. Mà em chia tay cái mối tình thứ hai đó tới nay là bao lâu rồi? 6 tháng ạ. 6 tháng? Là xong 6 tháng vừa rồi là ở không? Dạ. 6 tháng này là ở không nha anh Linh. Rồi nghe rồi. Hai mối tình rồi đúng không? Dạ. Rồi bạn trai, bạn đã có mối tình nào chưa? Em cũng giống như bạn đó, cũng trải qua hai mối tình rồi. Một mối tình kéo dài khoảng bao nhiêu lâu? Một năm. Mối tình sau cũng một năm luôn. Phải 10 tháng. Bạn có biết lý do tại sao chúng ta chia tay hai mối tình đó không? Em có hỏi mà thì người ta nói là không hợp. Có lẽ do bạn nhát quá đúng không? Là em nghĩ dùng đã quen rồi còn gì sao mà nhát. À, có nghĩa là bên đó chỉ là nhát cái đoạn đầu của anh. À, rồi chính vì nhiều khi vậy mà cũng bị là mà bạn gái bỏ đó. Ta yêu rồi ta yêu cái nhát đó, cái ta hồi quen rồi hết nhát rồi ta bỏ luôn. Tôi xin hỏi bạn, nếu bây giờ á, bạn gái đó nói giờ anh ơi, đưa em đi về đi, nhà bạn gái ở một cái đồng xa thiệt xa, ban đêm bạn có dám đưa không? Đưa chứ anh. Đưa luôn. Phải đưa chứ, bạn gái mình phải giữ. Rồi bạn sợ ma quá rồi sao? Nhiều lúc em không biết sợ gì rồi kiếm đại cái rồi có cho sợ. Trời đất ơi. Cái chuyện là sao? Em nè, chị cũng biết đối với cái việc là lựa chọn của người bạn bạn trai đó thì em có đặt ra một cái chuẩn mực nào không? Dạ cũng có chị. Cái mẫu bạn trai của em thì thứ nhất là bạn ấy phải cao. 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 Quá cao. Tiếp đi em. Thứ hai cũng mặt dễ nhìn. Dễ nhìn là sao em? Không cần phải đẹp quá mà nhìn chững chạc một tí. Rồi xin lỗi, bên đây nhìn đẹp dễ sợ luôn. Có chững chạc không? Quá chững chạc. Gì nữa không em? Về tính tình thì bạn đó phải là một người rất là sâu sắc. Bên đây sâu quắm luôn. Sâu sắc có nghĩa là mình chưa nói người ta đã hiểu phải không? Dạ đúng rồi. À, bên đó chỉ là mình nói mà cũng không hiểu là chết luôn nha. Chưa nói mà phải hiểu nhanh lên nha. Rồi. Anh khai thác cho em vài thông tin đi. Theo bạn thì mẫu hình lý tưởng của bạn theo tiêu chuẩn nào? Em thích một người gái giản dị hay đơn giản thôi. Giản dị? Trong cách ăn mặc, cách sống cũng vậy, đơn giản. Ăn mặc bên kia. Trời ơi. Bên kia hình như cầu kỳ lắm à. Thông thường, bình thường là giản dị. Hôm nay là vì hẹn hò nên hơi bất bình thường. Xíu thì nó bắt buộc rồi. À. Trong cuộc sống hàng ngày đó. Rồi, còn gì nữa? Vui vẻ, hòa đồng. Em ít nói thì em muốn người bạn gái mình nói nhiều hơn chút xíu. Để ở dù nhiều lúc em cũng không biết nói chuyện gì, có thể khơi chuyện. Bên kia có nhiều chuyện không? Bên đây nói nhiều hay không thì từ từ tìm hiểu, nhưng mà cái giọng nói rất là hay là được rồi. Em ơi, vậy ở người đàn ông em có tối kỵ một cái điều gì không? Dạ có. Nên nói luôn cho bên kia ta nghe luôn, có được không được ta đi về. Thứ nhất là nhậu nhiều quá. Không thích nhậu. Có nhậu không? Không biết nhậu quá. Không biết nhậu. Thứ hai là em không thích bạn trai của mình quá tự ti. Quá tự ti? Dạ. À, chà, cái kiểu này bên kia không được rồi. Tự ti mới không dám nói, tại vì không có tự tin và bản thân không biết mình nói cái gì, nói có trúng hay trật cho nên mới câm lặng. Mà bên đây là không thích, bên đây thích phải cởi mở, phải tự tin. Rồi, nghe rõ. Rồi. Bạn không thích điểm gì ở bạn gái? Xe xua. Xe xua. Xe xua. Lười. Lười. Bên kia không biết có lười hay không? Dạ, rồi không thích gì nữa. Tạm thời đó. Rồi, bây giờ bạn cảm nhận bạn con gái ngồi bên kia là người mẫu người như thế nào? Thấy bên bển một mẫu người rất là năng động, cũng hoạt bát á. Rồi. Bên kia cảm nhận nào? Bên đó thì chị thấy em là cũng đặt ra rất là nhiều tiêu chuẩn. Ngoài những cái tiêu chuẩn đó ra, còn cái nào mà em không thích em tối kỵ mà em thể nếu mà bạn trai em như vậy là em không đồng ý không? Lượm thượng quá. Lượm thượng quá. Bên đó gọn gàng mà phải không? Đây gọn gàng đẹp trai. Không biết nhậu luôn. Còn cái điểm nào không? Dạ em thích cho bạn trai của em vai thì phải rộng. Ồ, thích người đàn ông có bờ vai rộng nha. Bên kia vai rộng không? Vai bên đây chà bá luôn. Rồi, theo tôi bạn nên nói chút xíu ưu điểm cho bạn gái bên kia. Cảm nhận thêm về bạn, bạn ít nói quá. Chắc ít nói à. Ít nói. Ưu điểm ít nói. Đùa thôi, em biết lắng nghe. Thí dụ mà người có tâm sự thì có thể em có thời gian lắng nghe người ta nói. Em cũng biết nấu ăn, yêu động vật nữa. Yêu động vật nữa. Yêu nhất con chó. Yêu con chó. Bên kia có yêu con gì không? Em cũng yêu con chó. Bên đây cũng yêu con chó. Hai chúng ta cùng yêu chó. Hai người cùng yêu chó vậy sao trời, vậy không yêu nhau hả? Anh Linh ơi, em thấy hợp rồi đó Linh ơi. Hợp rồi, tới thời điểm là hai người gặp nhau được rồi. Được rồi, được rồi, gặp đi. Rồi xin mời hai người quay ra bức đèn nào. Các bạn sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau. Trước khi các bạn cảm nhận về nhau, để tôi cảm nhận trước. Để coi trước nha, đừng có đưa mặt qua thấy các tường đi nha. Hi. Hello. Em chào anh. How are you? I'm fine, thank you. And you? Very well. Trời ơi. Em ơi,
y như công chúa vậy đó. Bên này nói nhỏ là mình phải đừng có nói xấu gì mình luôn. Còn quá mập mập ha. Nói chung là dễ thương lắm. Ta có da có thịt thôi. Rồi em cũng cảm nhận gì chàng trai của bên anh không? Anh Linh hả? Phụ nữ người ta không thích nói người ta mập, nói là có da có thịt thôi. Mà bên anh có được không? Mà bên anh bị đặt chê bên này. Tôi coi xong rồi tôi chê lại, đừng nói sao nha. Anh đâu có chê đâu. Chê bay hả? Hú hồn chưa? Cũng được ta. Quá được chứ. Ơi đằng sau cái cặp mắt kính ấy là một đôi mắt và hai cục mụn. Em định nói là em định nói nóng đầu nó hay sao mụn nổi đây. Nói chung á là vô đó là thư sinh vẻ trí thức, nhưng mà có một số mụn hơi to to, nhưng mà cái đó mình điều trị được em. Chị thấy là được. Nói chung là vóc dáng ngoại hình gương mặt được chưa? Bây giờ hỏi gặp nhau được rồi. Chuẩn bị, bạn sẽ có 2 phút cảm nhận nói chuyện với nhau để xem ta đồng ý hẹn hò không. Bước đi em, kêu lên, kêu lên. 2, 3. Bốn mắt nhìn nhau. Nói đi, nói đi. Chào bạn. Chào bạn. Em trời ơi, ít nói đi. Hôm nay Huyền tới đây với ai? Có đi, có bạn bè đi chung không? Có thì có bạn bè đi chung. Còn bạn thì sao? Tại vì không, nhưng cũng có bạn đi chung mà từ tới giữa chừng bận đột xuất nên cả nhà. Tự nhiên nói bạn chí nó mình đi. Mình thấy bạn có vẻ ít nói hả? Ít quá chứ có vẻ gì nữa. Thôi em nói luôn đi. Bình thường á, bạn trai thì mình phải nói trước đúng không? Mình nghe bạn giới thiệu là bạn học bên truyền thông đa phương tiện. Đúng rồi. Cái đó là... Tại lúc trước mình cũng có dự tính học cái đó mà. Nói chung là... Vậy nếu mà bạn học xong ngành của bạn rồi bạn qua học chung với mình cũng được. Trời ơi! Đủ em rồi kìa, đủ sao kìa. Đúng rồi, kịp rồi. Sao không kịp? Đúng rồi, ra trường rồi. À... Không sao, vậy có gì mình chờ bạn. Trời ơi! Quá dữ. Đuổi đi, trời ơi. Đuổi đi, còn 30 giây nữa hết giờ rồi, lẻ lắm. Hết thời gian. Trời ơi, cái gì hoài hoài. Trời đất ơi, đi hẹn hò. Cứ đi cua gái mà thằng khác nó cua hết trơn. Không được, hết rồi, hết thời gian rồi. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Các bạn chạm tay vào nút đỏ. Tôi sẽ đếm. 1 2 3 đó. Hiện lên, mời bạn nhìn cái gì nữa chậm quá trời ơi. Đứng lên cũng chậm hơn người ta. Đứng còn chậm hơn người ta nữa. Sao? Giờ thấy cảm giác thế nào hả? Tôi sẽ rung dữ vậy. Coi nè cái tay nè. Đó. Mà em cuối cùng mà em cũng chịu hẹn hò với anh là sao vậy? Dạ tại vì anh đã kêu là anh đã hiền nhưng mà lúc quen thì không hiền nữa. Ủa là bữa nay chờ đợi anh hết hiền đó nha. Chắc hơi lâu. Sao? Cảm nhận thế nào? Anh nghe nói gì không? Sao? Chắc hơi lâu. Hơi lâu mới hết hiền hả? Chắc hơi lâu. Tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với người hình như nói nhiều hơn bạn? Tại vì em cần cái người nói nhiều hơn em mà. Ồ, bổ sung cho nhau. Bổ sung nhau, thiếu gì cần đó. Bây giờ cảm nhận trái tim của mình thế nào? Đỡ. Đỡ rồi. Nãy rung quá hả? Hai bạn có thể nắm tay nhau thử xem nào. Cảm giác thế nào? Anh trước khi nắm tay có gì mà tôi món quà nhỏ gì để mình tặng cho bạn. Trời ơi. Chúc mừng các bạn. Như vậy với một cái khoảng thời gian cũng rất ngắn, các bạn đã có thể đồng cảm với nhau, hai trái tim cũng đã bắt đầu đập chung nhịp đập với nhau và chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau. Và tổ chức gửi tặng bạn một vé xem phim. Đây là mốc khởi đầu và chúc hai bạn thật nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống. Cảm ơn. Cảm ơn. Hai bạn sẽ nắm tay nhau đi xem phim. Nắm tay nhau đi. Ngần ngại gì nữa đây, đi cái này này. Đúng vốn quá. Có bộ là hợp thật sự luôn. Chưa thật sự là đi. Với lại những anh đó thích nha và đi vậy thôi. Đại học thì nó mới sợ là kêu thôi tin mà con sẽ được thấy ra từ con thấy ra bị nhắc. Quá à. Bị mất hôn, bao sai rồi. Bao sai. Mất hưởng nào nó còn thể đạt hơn. Có được bảo là yêu với từ. Thôi hả? Ngon tao. Các bạn được xử lý rồi đúng không? Thằng ơi ghé nó lớn chút xíu nghe. Dạ. Nhìn bé nó hơn. Đúng rồi. Nhìn nó lớn rồi. Là cái họng gì? Nhìn nó nhỏ nhưng là Nguyễn Ngọc hả lý. Cái nó ngọt nhiều quá, nó không chỉ có nắng không, nó cảm thấy là nó bị rút oxy. Cái gì vậy?
Người ta xuất hiện về Nga, 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 người ta xuất hiện về Nga
Chị thấy là họ cho đây đẹp nó mê mơ, người ta sống heo thì người ta sống tập gym mà trong suốt 8 năm qua rồi, cho nên là cái sức khỏe của người ta tốt thì chị nghĩ là người mẹ mình sẽ thơm thôi, có một tình yêu đó em. Đúng không ạ? Rồi, bạn nam mình có cái điều gì mà tối kỵ với bạn nữ mình không thích không? Điều tối kỵ ở bạn nữ này không thích thì nó là về việc tàu quà. Cho quà? Đúng rồi, có nghĩa là khi mà em yêu một ai đó thì khi mà tới những dịp lễ Tết hay là thậm chí là những dịp bình thường thì em khi mà em yêu em tự biết là có những lúc em sẽ tạ cho thì em không tin mẹ cứ tới dịp rằng bạn nữ sẽ ai còn là nữa thì em lại từ trước em cảm thấy là nữ nó quen mà những về vật chất thôi chứ không có tiền hạnh phúc đó. Cái này chị nghe nó giống như là lúc mà mình chuẩn bị gặp cái chỗ là quét nhà thì mẹ em kêu ai quét nhà đi đúng không? Tình yêu thà để mình tự giác chứ cái đừng có điểm nhắc nhở là bực bội lắm, nhà có đẹp không? Không đi em tự giác không? Thì đó cái gì cũng để cho tương tự người biết nó tiền chứ đừng có kiểu hòa bình nó bộ điện quá. Đúng rồi. Nữ ơi, mình cũng thích hòa cáp của em. Thì chị là em là người sống tự lập nên là em thích em được. Ủa, thấy chưa? Cái bạn nữ tôi quyền lực chưa? Chứ lại nè, tôi thấy là bạn nữ cũng chuẩn bị quà đó nha. Là quà tặng quần quà cho em đó. Em còn... cũng có chuẩn bị một quần quà cho anh. À, vậy hả? Trời ơi, hai bạn quá dễ thương rồi, người ơi, mọi người ơi. Thôi bây giờ gặp mặt nhau luôn đi, chứ nói gì nữa bây giờ ha. Gặp mặt nhau nha. Rồi, hai chúng ta chỉnh trang lại tóc tai quần áo ha. Mình ngồi thẳng lưng đại sức đeo rồi em. Rồi bây giờ khoảnh khắc nhìn thấy mặt nhau hy vọng nó không đáng đến vùng không đó, bây giờ anh sẽ đến từ 1-3 nha. 1 cho xin thêm một cái thông tin gì nữa trước trước khi mà gặp bạn được thì bạn nam có chia sẻ là bạn nam là một bạn hơi bad boy một chút xíu. Thôi hết rồi lại đi mấy người. Ủa anh đang lô cái mẹ không? Để cái xóa là tổ lúc cầm. Rồi, ai nghe? Ơi, sao tôi không thấy gì? Chết lâu. Thôi, để đồng bộ cho mời tới rồi. Đứng lên rồi. Đứng lên rồi. Ghi ơi. Dạ nghe. Không biết là mình có cảm nhận bản thân mình là một thì trên bad boy em tại vì thấy con người nam mà giao diện đẹp quá à, con người là cái tấm bad boy vậy đó. Dạ thì thật ra là em cũng cảm thấy em hơi bad boy nhưng mà không hẳn, em sẽ nghiêng về phần dưới nhiều hơn. Bad boy có nghĩa là trường nhìn nếu mà em đang không trong một cái mốt nào á thì em sẽ có sự muốn em sẽ thể hiện như trong cùng thời gian. Nhưng mà khi mà em đã bước vào nó tính bắt đầu thì em sẽ dễ xuống mong để yêu. Trời ơi, ông ơi, nhiều lắm luôn nhớ mình ta ai biết là ông đang tìm hiểu nhiều người đâu thì... Mình thí dụ gặp nhiều người dễ tin như tôi đi là chết cũng rồi. Lúc đó là mình sao, mình cứ quan tâm rồi mình không chịu lắm phải không? Thì cũng mình cũng phải tìm hiểu nhiều người được mới biết là ai hợp với mình chứ. Mình sẽ nhắc cái câu yêu nhiều người cũng được miễn là hợp lòng. Nhưng mà bây giờ bạn nữ của tôi là một người rất là thích chung Mỹ thì mình nếu như có tiến tới thì mình có tìm hiểu những người khác hơn nè. Nếu mà em đã tới chương trình rồi sau khi mà về nếu mà em tự mà có mặt nào thì em sẽ đi tìm hiểu. Xác định là nghiêm túc à, kiếp người nên cũng phải nghiêm túc tìm hiểu nhiều người nha. Rồi bữa nay là em nói hôm nay là có ba mẹ em ở đây làm bằng chứng rồi nha, xác nhận nha. Sự nghiêm túc của em đã được ba mẹ làm chứng. Đúng rồi. Ở đây là mình nhắc tới là do mình chủ động muốn nhắc tới là mẹ cũng nhắc em. Dạ em chủ động muốn nhắc tới. Chủ động nhắc tới được nói ba mẹ sao? Dạ thì em thật ra lúc đầu cũng nghĩ là bạn nữ sẽ nhắc em được thân nên là em cũng muốn nhắc em được thân để
Không, thật ra em là số đầu tiên mà chị thấy nhắc cho ba mẹ đó. Tại em, cho em muốn nghĩ cho ba mẹ là số đầu tiên đi em mà. Rồi, 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 em đi với sự tự lập của em đúng không? Mình đi với sự tự lập của sự tự lập của ok em á. Rồi bây giờ những gì em nói là đã ghi hình là hết rồi ha. Giờ hai mẹ cũng đã chứng kiến rồi. Bây giờ cũng là lúc để hai bạn nhìn thấy mặt nhau. Ok là mấy ok à? Sẵn giờ, thời gian. Rồi, bây giờ ta sẽ đếm ngược nha. Đó, thấy mình đẹp chưa? Rất là từ nha, không cần phải rất cần lại. Sao nó không cần tìm gì đó. Chứ gì? Thôi, thôi. Tới hai bên ta tò mò chơi. Ừ, từ. Cứ kiểu kéo lên được xong hút vào, kéo lên được xong hút vào. Nó đẹp làm sao mà chơi cái mắt nó liền được. 1, 2, 3. Còn test ở trong này cũng được không? Lại nè. 1, 2. Thôi vậy thì nhìn gì được mình mà thấy là đúng không? Rồi, biết có Phương sao vậy? Đúng không? Sao được con? Anh chứ không nhìn đâu, không nhìn lâu hơn không? Đúng. Rồi, ok. Rồi, 1, 2, 3 đi. Đó. Rồi, nhà nhà. Thôi, biết cái gì đó. Gặp trận nhanh nhìn nhau đi rồi. Thì em sẽ tin đưa bạn đến lúc đầu tiên. Em nên lại học sinh, sinh với lại những cái này nhỏ nhé. Vui không? Dạ, thật ra là đúng như đi gặp. Wow, tuyệt vời. Đưa ra những xếp hình như thế nào? Chị nói là tại khác được cha. Rốt nghe em hả? Đừng có rốt đẹp trai cho nó khác được cha. Em muốn tự đầu tiên là tôi. Em muốn tự đầu tiên là tôi. Giờ mình thấy hai bé hợp nhau quá là thôi giờ nó hốt về luôn cho rồi. Nói chứ là có gì thì xưa đừng lấy lắm biết đâu là mình nói ra. Rồi giờ sao đó. Ủa giờ sao mọi người đúng rồi có nghe gì không có quá có nghe gì đẹp quá trời ơi bạn bạn nghe sướng không. Không, em nhìn cho bạn nam thôi. Ok, em vừa có tặng áo bằng đi mặt vậy không? Rồi bây giờ em đi tặng bạn trai nha. Thì quá không? Mình muốn quà để tặng cho anh. Mình em nghe ngon lạ anh sẽ quá. Nhưng mà quà này anh thích. Bảo rung, 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 bảo Thì anh xin tên của bạn. Thôi, mở cho nha, anh đọc ra. Nhìn vào bác của gì? Đây là? Sợ tâm đi. Sợ tâm đi. Có thể là quái đây quá chấp niệm. Thôi, giờ em ơi, em muốn cho bạn đang sử dụng dịch vụ nha. Bác sĩ, thì em có biết đâu, em có biết là này. Thì mình phải nó chịu nghe bên mình sẽ hút mình ok xin cho bạn nam đi bé xin cho bạn nam đi em rồi gửi chút bà xong xin lỗi đi nè bạn vợ đó mình cắt bạn mình gửi cho nhãn hàng luôn sau mình quảng cáo cái này trời ơi chị em
anh ngủ chơi với gì kìa. Anh ngủ chơi. Rồi, chị nghe giờ là bạn nào mình có chuẩn bị một bạn là một món ăn cho em làm, mình cắt mấy miếng vậy? Dạ, anh thật ra là một phần ăn không không chắc là có nào hay không, mà để lên nó tàn ghê. Ok, rồi chị mời mà bé về chỗ ha. Cảm ơn hai bạn, thằng Nhân và rất là ngọt ngào. Chị đã có ái cho Liên Tùng chưa? Không biết là em có ái cho Liên Tùng chưa? Sau khi mà hai bạn nhìn thấy nhau là biết mình có, thì con hỏi muốn đặt cho nhau nè. Ờ, thế thì anh muốn có em là khi em quen thì ngoài những gì mà em đã ghi tới với bây giờ thì em còn mong muốn một sự phải làm về em sẽ như thế nào trong bao việc cũng như quen việc tình cảm. Xem không có anh thì cũng mới, nhưng mà khi thằng ngọt thì có ký rồi anh. Có phải là khó khăn với nhau, có thể là người nha, thì chỉ là một người lập. Nên là em mong bạn cho em có là người lập cũng anh. Dạ, em nhau ăn ở đó, sợ anh cũng có bé mất chén. Đúng rồi, em bé ngồi anh ở đây. Mà đứa giờ lại tại không, em cũng tính bán nhiều lần lắm rồi. Em có rủ mẹ em là bán online, mà mẹ lo thời gian cũng không có lợi ích. Ồ, thì cũng bật ra là vậy là chưa có bán được. Không, giờ có người đặt cái tem hai đứa khởi nghiệp đây. Rồi thì mình start up luôn, hướng dụng thành công luôn. Ok, là còn gì nữa em? Hỏi chị em tranh thủ đi nè. Chuyện mới thì mai hả? Chắc em sẽ gặp một người tin tới với mình nên là mình đặc biệt là cho mình cảm thấy an toàn. Thì như em đó là em đã gặp nhiều con tình rất là phức tạp. Cũng gặp nhiều sự lừa dối nên là nói với em á, quen nhau thì gặp một cái tinh thần đi. Chị hỏi em, tinh thần dành cho con chó. Không, cái này sẽ cắt thêm con sao? Học đổi lục cao. Cắt ngay. Ok, hai bạn chấp nhận lấy lên một cái dự án mà đúng rồi đang đánh sáng chung với nhau để sắp thành trình nè, coi có quyết định đầu tư không nè. Đúng ạ, đặt tên cửa hàng bánh tráng qua sao cho được, bây giờ tôi sẽ đầu tư. Không cần biết là... Lạc lại miếng sau đó hả? Hả? Bà lạc lại con đã từng nói vậy. À, rồi. Nếu có hai bạn đến với nhau, ý là em tự chủ động đi, mình mới có quan nhắn vô nữa. Chứ không phải đến đóng phim, tự là một cái quan nhắn chứ không trông là... À, ý là anh cứ thích hỏi gì thì anh hỏi kìa. Ok, rồi nếu bây giờ hai bạn đến với nhau mà có startup bán bánh tráng thì hãy rủ tôi sẵn sàng làm short thanh trần để đầu tư vô. Còn nếu không cho tôi là Kimmy Bảo ra đơn luôn. Sao đi? Vậy cái đầu em lại có thể sẽ gọi cái đầu tiên. Ok em. Trời ơi, xin viết cái sự đẹp trai này cho con thì hết. Trời, nãy giờ đi đẻ lại ta. Rồi bây giờ mình hỏi xíu nha, ví dụ như hiện tại bây giờ em sinh năm 2000 đúng không? Dạ. Mình định bao nhiêu tuổi mình mới lấy vợ nè? Tính ra là đến hiện tại thì em chưa có kế hoạch sẽ lấy vợ. Chưa có mặt luôn. Là em sẽ không thể tự nhiên khi nào mà tới lúc lấy thì lấy, rồi về cũng không xác định là bao nhiêu tuổi. Còn em thì sao? Em cũng vậy luôn. Mong là sẽ có gì sẽ đến nè. Mà chị nghĩ là nếu mà giống hai đứa thì nên nhân giống nha. Nên là có người mối giỏi rồi này kia đi. Nên là sản xuất đàng hoàng đi. Chuyện nào mà có ý định là có muốn cho cha mẹ có cháu đòn đó thì liên hệ với chị. Chị không có dí vọng mắt lắm. Chuyện nào muốn tới xin là có đi. Bây giờ công việc của em là làm cái gì chị quên hết sao? Dạ, tại vì em đang làm biên lập viên. Dạ, ok. Mẹ không đi được. Về truyền thông về truyền thông luôn. Với lại em có mẹ đi trái là em làm chụp ạ. Cũng như là nó cũng là mời được ạ. Với lại em ngay đi quay về tiêu bánh này mới đọc về. Rồi, sau khi mà cả hai nó diễn nhau rồi chắc là mình sẽ đã có những cái thông tin cần thiết
thì không biết là chúng ta sẽ đánh giá về nhau trên 2 điểm 10 là bao nhiêu. Mời bạn nữ. 9 trên 10, không để hiểu lại cái gì vậy? Vậy thì tôi nghe mùi hôn pháp của hôn. Ok, còn mình nghe sao này? Dạ, mẹ nữ nói cũng nghe, nói gì cũng cho mình biết. Trời ơi, nói gì được bây giờ, cả hai đều cho 9 trên 10. Giống cho đến thế rồi. 9,5 cũng được. Trời, 9 bằng dao, cái dao vậy rồi.